Thế thì đối với nội soi phế quản siêu âm thì cũng có thể một số các thầy cô, các đồng nghiệp cũng đã được tiếp cận. Tuy nhiên thì vẫn còn có khá nhiều các đồng nghiệp, khá nhiều các bệnh viện thì chưa rõ về kỹ thuật này. Nên em xin phép sẽ có một số điểm tổng quan về eBus. Thứ hai nữa là vấn đề về chỉ định, chống chỉ định, các bước tiến hành, những cái lưu ý khi mà chúng ta tiến hành eBus TPNA, đặc biệt là những đồng nghiệp mà chúng ta mới bắt đầu triển khai thì có những lưu ý gì. Thế thì như các thầy cô và đồng nghiệp biết rằng là các cái tổn thương trong trung thất, trong đó có các cái tổn thương u, tổn thương hạch, hạch ở đây có thể là do lao, do viêm, do ung thư di căn vân vân, thì các cái tổn thương này có thể là nguyên phát hoặc là thứ phát, lành tính hoặc là ác tính. Vấn đề chẩn đoán và đánh giá các tổn thương này thì đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là một bệnh nhân mà có cái tổn thương mở phổi và có kèm theo có hạch trung thất, vậy thì xem là cái giai đoạn nào của ung thư chẳng hạn, nếu đó là ung thư phổi hoặc là đó là cái tổn thương lành tính thì chúng ta có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Thế tuy nhiên rằng là tiếp cận các cái tổn thương trong trung thất chưa bao giờ là cách tiếp cận dễ dàng. Thế và chúng ta thấy rằng trước đây nếu như không có những kỹ thuật mới thì chúng ta sẽ phải áp dụng những kỹ thuật xâm lấn hết sức là nguy hiểm. Đó là phải mở ngực, tức là chúng ta thấy là có thể phải mở cái lồng ngực của bệnh nhân, hoặc là nội soi trung thất, hoặc là chúng ta phải nội soi lồng ngực để có thể tiếp cận vào các cái tổn thương ở trong trung thất để chẩn đoán. Sơ đồ các cái nhóm hạch trung thất thì các thầy cô, các đồng nghiệp biết rằng là với các cái nhóm hạch mà ở cạnh phế quản, cạnh khí quản hoặc là những cái vị trí ở trong đây thì các thầy cô cũng biết rằng là có rất nhiều những cái hạch mà những cái vị trí nó rất gần với các mạch máu. Và nếu như không có siêu âm, nếu như không có Doppler kèm theo thì chúng ta sẽ rất là khó phân tách được, và trong quá trình nội soi thì chúng ta có thể nó gây ảnh hưởng. Và nó có những cái vùng, tất cả những cái vùng màu xanh ở đây thì chúng ta thấy rằng là nội soi phế quản siêu âm là đều có thể tiếp cận được. Thế còn những cái phần mà màu vàng, ví dụ như zone số 8, số 9 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tiếp cận qua cái nội soi thực quản siêu âm thì có thể vẫn tiếp cận được. Những cái vùng vừa xanh vừa vàng thì chúng ta thấy là có thể tiếp cận qua nội soi thực quản siêu âm hoặc là nội soi phế quản siêu âm đều được. Ví dụ như là zone số 4, zone số 5 hoặc zone số 7, tức là hạch dưới carina, thì chúng ta đều có thể tiếp cận qua các cái cách khác nhau. Vậy thì nội soi phế quản siêu âm, tức là eBus ấy, là cái kỹ thuật mà người ta sử dụng cái sóng siêu âm qua cái nội soi phế quản để có thể quan sát, tiếp cận các cái cấu trúc mà nằm sát với thành khí phế quản, các cái tổn thương u hoặc là hạch ở trong trung thất. Nội soi phế quản siêu âm thì chúng ta thấy có thể sử dụng cái đầu dò trung tâm, tức là radial probe eBus, hoặc là nội soi phế quản siêu âm mà chúng ta sử dụng cái đầu dò lồi, tức là đầu dò convex. Với các cái kỹ thuật này thì chúng ta có thể áp dụng cái chọc hút xuyên thành khí phế quản qua nội soi phế quản siêu âm, và là cái phương pháp ít xâm lấn để tiếp cận những cái tổn thương ở trong trung thất, các tổn thương hạch hoặc là các tổn thương u. Các cái đầu dò ở đây thì các thầy cô biết rằng là đối với đầu dò convex thì chúng ta thấy là cái góc tiếp cận của nó khi mà chúng ta phóng cái kim ra để vào sinh thiết ấy, thì trên siêu âm chúng ta sẽ quan sát được rất là rõ. Thế còn đối với đầu dò trung tâm ấy, thì khi mà chúng ta thấy là tiếp cận những cái tổn thương các cái nốt mờ ở phổi mà kèm thêm gai cyst giống như cái bài trình bày của bác sĩ Masao Hashimoto thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ như vậy. Và cái lợi điểm khi mà chúng ta có cả siêu âm trong quá trình nội soi, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ quan sát rất rõ được cái kim nó đã cắm vào tổn thương như thế nào, và xung quanh đó nó cách cái các cái tổn thương xung quanh cái tổn thương mà chúng ta đang sinh thiết ấy. Ví dụ như cấu trúc của mạch máu nó cách bao nhiêu xa để chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái vị trí chúng ta sinh thiết. Về vấn đề chỉ định và chống chỉ định của eBus thì chúng ta thấy rằng là chỉ định trong trường hợp các cái tổn thương mà chúng ta đang cần phải tìm căn nguyên, đó là các tổn thương u hoặc các tổn thương hạch ở trong trung thất, tìm các căn nguyên ví dụ như do lao, ví dụ do ung thư di căn, ví dụ như là các cái tổn thương lymphoma hoặc là các cái sarcoidosis. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta đã có cái chẩn đoán xác định là ung thư phổi, các cái tổn thương đám mờ phổi rồi, nhưng vì trên các lớp vi tính, vì trên PET-CT chúng ta thấy là có các cái tổn thương hạch, thì chúng ta cần phải xem là cái hạch đó liệu rằng có phải là chính xác của di căn ung thư, hay là cái hạch đó chỉ là cái hạch phản ứng, hoặc là cái hạch đó là cái hạch bình thường không có hạch di căn. Và qua đó thì chúng ta sẽ đánh giá cái giai đoạn TNM.
Câu hỏi đó là gì ạ? Chúng ta sẽ đến với phần phía sau. Tuy nhiên là một bệnh nhân đã có thiết lập cái chẩn đoán ung thư phổi rồi, có tổn thương ở hạch trên các lớp vi tính hoặc trên PET-CT, chúng ta có lần cần làm cái eBus để mà xác định xem đó là hạch di căn hay không. Chúng ta sẽ đến với phần sau chút nữa. Vấn đề chống chỉ định thì những trường hợp bệnh nhân mà có rối loạn huyệt động, bệnh nhân các cái bệnh lý về hô hấp, về tim mạch cấp tính mà chưa kiểm soát được, ví dụ bệnh nhân đang có suy hô hấp nặng, có hen, có đợt cấp COPD, có đau thắt ngực không ổn định thì chúng ta chưa nên tiến hành luôn. Bệnh nhân có rối loạn đông cầm máu, chúng ta cần phải điều chỉnh trước khi chúng ta tiến hành các cái nội soi. Thể trạng bệnh nhân suy kiệt hoặc tuổi cao hoặc là bệnh nhân không hợp tác. Ưu điểm của phương pháp này đó là cái phương pháp rất là ít xâm lấn và có thể tiến hành với cái mức độ, tức là có thể tiến hành gây tê nhưng mà cũng phải có cái tiền mê hoặc là gì ạ, tùy theo cái mức độ mà chúng ta kiểm soát được cho bệnh nhân. Nói tóm lại là không cần phải đặt nội khí quản, bệnh nhân vẫn có thể tự thở được, để mà nhưng mà phải đảm bảo được người ta gì ạ, là nằm yên. Nếu như mà chúng ta không kiểm soát đủ cái mức độ gọi là an thần cho bệnh nhân ấy, thì chúng ta thử tưởng tượng khi cái kim đã chọc vào trong hạch rồi, ở trong trung thất, xung quanh là động mạch chủ, là tĩnh mạch, rồi là động mạch phổi rất lớn như thế, mà bệnh nhân ho, bệnh nhân dãy giụa chẳng hạn, thì cái kim đó nó có thể, một là nó chọc vào trong mạch máu, nó gây chảy máu, gây biến chứng, hoặc là cái kim đó nó có thể nó làm cho vỡ cái ống soi, rách cái ống soi, rách cái kênh làm việc, và điều đó là chúng ta hết sức lưu ý. Phương pháp này thì qua các nghiên cứu đạt được cái giá trị chẩn đoán cao, độ nhạy và độ đặc hiệu tùy theo nghiên cứu, nhưng có thể đến trên 95%, và cái tỷ lệ có biến chứng là rất là thấp. Sau khi làm xong kỹ thuật này thì chúng ta sẽ cần phải có cái phương án theo dõi. Thông thường thì chúng ta sẽ cho chụp lại X-quang phổi để xem là bệnh nhân có cái biến chứng tràn khí màng phổi hay không, hoặc tràn máu màng phổi mà chúng ta không phát hiện được. Thì thông thường là chúng ta ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi sẽ cho chụp X-quang phổi thường quy để mà phát hiện các cái biến chứng. Theo dõi toàn trạng của bệnh nhân và khám lại về lâm sàng cũng như là màu sắc đờm, xem nó có cái ho ra máu hay không trong vòng ít nhất là 24 giờ sau sinh thiết. Chúng ta cần phải theo dõi cái gì? Các cái trường hợp mà ví dụ như bệnh nhân có chảy máu, có tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi, có ho ra máu và các cái biến chứng khác. Cũng có những trường hợp mà có thể là gì ạ? Biến chứng tràn khí trung thất nhưng mà là gì ạ? Là không có triệu chứng trên lâm sàng. Ở đây chúng ta thấy rằng là ngay trên phim các lớp vi tính thì chúng ta sẽ thấy cái tổn thương mà có cái viền khí ở ngay cạnh cái thành của khí quản khi chúng ta làm sinh thiết. Hoặc là ngay trên cái hình ảnh eBus TBNA chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Cái khoảng mà có liên quan đến cái tăng âm ở đây có liên quan đến cái viền khí của bệnh nhân. Biến chứng nữa cũng có thể gặp, nhưng chúng ta thấy rằng là gì ạ, cái tỷ lệ cũng rất là thấp khi chúng ta kiểm soát tốt. Ví dụ như đây trường hợp mà bệnh nhân có cái viêm trung thất, chúng ta sẽ thấy rằng là so với trước khi mà chúng ta làm nội soi thì nó có thể nó có các cái tổn thương nó hoại tử ở trong đó, hoặc là những cái tổn thương viêm. Sau khi mà điều trị kháng sinh xong thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ, đáp ứng cải thiện tốt. Tương tự như vậy, những cái hạch nó có thể nó hoại tử trong cái hạch. Ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái hạch nó có hoại tử bên trong, tỷ trọng nó thấp. Sau khi dùng kháng sinh xong, cái tổn thương nó nhỏ lại. Nó có thể nó xuất hiện các cái mô hạt. Ví dụ như trong cái nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng là cái tổ chức hạt nó có thể nó gì ạ? Phát triển sau khi mà nội soi phế quản siêu âm có sinh thiết. Nhưng sau khi đốt xong thì cái tổn thương này nó sẽ không tái phát nữa. Về giá trị của nội soi phế quản siêu âm thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Giúp cho chẩn đoán xác định cũng như là chẩn đoán giai đoạn của TNM. Đó là gì ạ? Qua cái nội soi phế quản siêu âm chúng ta sẽ giúp chẩn đoán chính xác, chẩn đoán xác định thêm những cái trường hợp mà chúng ta chưa tiếp cận được. Và sau khi thiết lập chẩn đoán rồi thì với cách lấy bệnh phẩm thì chúng ta sẽ lấy được để làm các cái tổn thương, ví dụ như đột biến EGFA, đột biến KRAS hoặc các cái tổn thương ở cái cấp độ phân tử khác. Chẩn đoán đúng cái giai đoạn TNM thì từ đó thì sẽ có cái phân giai đoạn đúng, và từ đó thì bệnh nhân có thêm cơ hội phẫu thuật. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì thay vì cái hạch đó là hạch phản ứng mà chúng ta chốt luôn cái phương án đấy là hạch của di căn rồi chẳng hạn, bệnh nhân mất cái cơ hội phẫu thuật. Nhưng khi làm eBus TBNA xong mà xác định cái hạch đó không phải là di căn ung thư, hạch viêm phản ứng thôi chẳng hạn, thì chúng ta thấy là bệnh nhân có cơ hội để phẫu thuật. Và chúng ta cũng thấy là vừa làm nội soi phế quản, vừa làm nội soi siêu âm,
trong cùng một lần nội soi và sẽ đạt được cái giá trị chẩn đoán tốt và cái chi phí hiệu quả phù hợp. Vấn đề là sau khi mà chúng ta thấy rằng là chẳng hạn như là bệnh nhân, trường hợp bệnh nhân này, khi mà chúng ta thấy có một cái đám mờ phổi như thế này rồi và kèm theo có hạch trung thất, thì liệu rằng chúng ta có cần phải làm cái eBus để mà xác định cái hạch đó có di căn ung thư hay không? Thì báo cáo với các thầy cô và các đồng nghiệp rằng là với một cái trường hợp mà có hạch mà có bắt FDG đi chăng nữa, thì ngay kể cả các cái nước mà phát triển, trong đó có Pháp, trong đó có châu Âu, Mỹ, thì cái việc chúng ta cần phải làm thế nào để mà xác định cái hạch đó chính xác là hạch di căn hay là chỉ là hạch phản ứng rất quan trọng. Vì làm sao, nếu chúng ta thấy cái hạch đó là hạch phản ứng thì tức là bệnh nhân có cơ hội để phẫu thuật và cái thời gian sống thêm của bệnh nhân sẽ tốt hơn. Nếu như chúng ta coi cái hạch đó là hạch di căn ung thư rồi, chúng ta không làm cái eBus TBNA thì bệnh nhân sẽ bị mất cái cơ hội phẫu thuật. Với các cái nhóm mà hạch nhóm 2, nhóm 3 thì các thầy cô cũng biết rằng là khuyến cáo ở đây chúng ta thấy là sẽ làm eBus TBNA nó sẽ tốt hơn so với cái việc mà bệnh nhân phải nội soi trung thất về cái giá trị chẩn đoán cũng như tiếp cận điều trị. Tiếp theo nữa là vấn đề mà chúng ta thấy nếu như không có siêu âm thì chúng ta có chọc được hạch không? Thì các thầy cô biết rằng là đối với những trường hợp mà chọc mù, tức là nội soi phế quản, chúng ta sẽ dùng kim quang để chúng ta chọc hút đấy, thì thông thường ấy thì sẽ tiếp cận được những cái nhóm hạch gọi là dễ thôi, ví dụ như hạch nhóm 7, tức là dưới carina. Thế tuy nhiên là cái tỷ lệ mà đạt được cái chẩn đoán nó sẽ không cao vì chúng ta không quan sát được và cái nguy cơ biến chứng nó sẽ cao hơn các cái trường hợp khác. Thì đối với các cái tổn thương mà trong trung thất ấy, thì với eBus TBNA ấy, thì chúng ta thấy rằng là đạt được cái độ chẩn đoán tùy theo nghiên cứu, nhưng chúng ta thấy độ nhạy và độ đặc hiệu sẽ trên 90%, độ nhạy từ 88-90% cho đến gì ạ, trên 90%, và độ đặc hiệu là 100%. Thế còn đối với các cái tổn thương ở rốn phổi, tức là gì ạ, chúng ta thấy rằng là trong nghiên cứu này chúng ta thấy là đạt cái độ nhạy là 91% và độ đặc hiệu là lên đến 100% và hầu như không có cái biến chứng gì nguy hiểm. Các cái chẩn đoán khối u thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ đạt được chẩn đoán cũng từ 77-94%. So với các cái phương pháp khác thì với cái phân so sánh giữa với eBus TBNA với lại nội soi trung thất ấy, thì chúng ta thấy rằng là với cái kết quả cho chúng ta thấy, nếu chúng ta làm cái nội soi phế quản siêu âm ấy, thì chúng ta sẽ đạt được cái độ nhạy là cao hơn so với lại khi mà chúng ta phải làm phẫu thuật để mà lấy cái khối u, lấy cái hạch ở trung thất. Đặc biệt đối với nhóm hạch nhóm 2 và nhóm 3 ấy, thì nội soi trung thất thì chúng ta thấy là gì ạ? Đạt được cái độ nhạy là 79%. Nếu chúng ta kết hợp cả eBus TBNA và gọi là EOS, tức là nội soi thực quản siêu âm ấy, thì có thể lên được cái mức độ chẩn đoán là 85%. Mặc dù sự khác biệt không có nghĩa thống kê, nhưng chúng ta thấy là tăng được cái tỷ lệ chẩn đoán. Về chi phí hiệu quả thì với các cái dữ liệu từ các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì ạ? Nội soi phế quản siêu âm mang lại cái giá trị chẩn đoán và đạt được cái chi phí hiệu quả chúng ta thấy là có nghĩa thống kê trên lâm sàng. Quay trở lại cái nội dung cái bài tiếp theo, đó là vấn đề cần lưu ý khi mà chúng ta tiến hành nội soi phế quản siêu âm, cần lưu ý những điểm gì. Thì cái câu hỏi thứ nhất là trong trường hợp mà chúng ta nội soi phế quản mà không có siêu âm, chúng ta dùng kim quang, chúng ta chọc sinh thiết mù đấy, thì cái giá trị chẩn đoán nó có tương tự như với nội soi phế quản siêu âm hay không? Thì câu trả lời là đối với nhóm hạch nhóm 7 và nhóm 4 thì có thể là gì ạ? Đặc biệt là nhóm 7 thì cái giá trị có thể tương tự như nhau. Thế còn lại đối với tất cả các nhóm hạch khác thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Với nội soi phế quản siêu âm ấy thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái đạt được cái giá trị chẩn đoán là cao hơn so với lại cái việc mà chúng ta chọc cái sinh thiết mù không có hướng dẫn của siêu âm. Tiếp theo thì vị trí hạch nào có thể sinh thiết được? Thì thông thường thì đối với những người mới bắt đầu thì người ta khuyên rằng là chúng ta nên thực hành đối với lại các cái hạch ở dưới carina, tức là zone 7, hoặc là nhóm hạch 4 ở bên phải, 4R. Thế còn lại các cái vị trí khó tiếp cận hơn, chúng ta cần nhiều kinh nghiệm hơn. Đặc biệt là cho những người mới bắt đầu thì chúng ta cần phải tránh, đó là nhóm hạch ở vị trí số 10, số 11, hoặc là vị trí nhóm 1, nhóm 2, tức là vị trí ở trên cao.
Cái vấn đề tiếp theo nữa cần lưu ý, tức là trong quá trình nội soi phế quản siêu âm thì thông thường là các bác sĩ đã làm nội soi phế quản rồi, sau đó thì chúng ta mới làm cái nội soi phế quản siêu âm. Cho nên thông thường, cái phản xạ thông thường là chúng ta sẽ hút các cái dịch tiết phế quản. Thế nhưng đối với nội soi phế quản siêu âm ấy, thì cái kênh làm việc của eBus ấy, có thể khi hút ấy, chúng ta sẽ thấy là ít hiệu quả hơn so với lại cái nội soi ống nội soi phế quản thông thường. Cho nên khuyến cáo ở đây đó là gì? Chúng ta không nên mất thời gian quá nhiều vào cái việc hút hết cái dịch tiết của phế quản để chúng ta làm nội soi phế quản siêu âm. Mà ở đây chúng ta cần tập trung vào cái quan sát cái hình ảnh siêu âm, tập trung vào kỹ thuật sinh thiết và không mất quá nhiều thời gian vào cái việc hút các cái dịch tiết của phế quản, vì cái điều đó là không cần thiết. Thứ hai nữa là kích thước hạch bao nhiêu thì chúng ta có thể sinh thiết được qua cái eBus TBNA. Thì thông thường là kích thước hạch có thể tùy theo từng các cái kinh nghiệm, ví dụ như bác sĩ Masao Hashimoto có thể làm được với cái hạch có kích thước nhỏ hơn 10mm, đúng không ạ? Thế tuy nhiên thông thường ấy, thì chúng tôi cũng khuyến cáo là gì ạ? Hạch trên 10mm thì chúng ta có thể là bắt đầu tiến hành sinh thiết eBus, làm eBus được. Cũng có những cái hạch kích thước nhỏ hơn, ví dụ 8 hoặc 9mm có thể làm được. Thế còn những người mà mới bắt đầu làm eBus ấy, thì chúng ta có thể bắt đầu với hạch có kích thước lớn hơn, tức là gì ạ? Trên 16mm theo khuyến cáo, hoặc là gì ạ? Trên 20mm để chúng ta dễ dàng tiếp cận hơn. Chứ tránh cái lần đầu tiên, lần thứ hai chúng ta thấy cái hạch nó quá nhỏ thì có thể là có nguy cơ gây biến chứng, hoặc là chúng ta không lấy được cái hạch, lấy được bệnh phẩm. Các bước khi mà thao tác làm ấy, thì xin các đồng nghiệp lưu ý đó là gì ạ? Đó là chúng ta các động tác phải rất là nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi phải dứt khoát. Các động tác thô bạo thì nó có thể nó gây hỏng cái ống soi, hoặc là chấn thương đường thở, hoặc là xuất hiện các cái biến chứng cho bệnh nhân. Một điểm nữa cần lưu ý khi làm eBus, tức là gì ạ? Chúng ta cần phải quan sát đầy đủ cái kim khi mà sinh thiết, tức là mặt cắt đó nó phải đảm bảo để chúng ta quan sát toàn bộ cái kim nó cắm vào trong hạch, để tránh cái tình trạng là chúng ta chỉ quan sát được một phần và cái đầu kim nó có thể nó vượt qua ngoài cái tổn thương chúng ta sinh thiết, và chúng ta chỉ quan sát được một phần và chúng ta tưởng là hạch nó vẫn, cái kim nó vẫn còn nông, chúng ta dấn thêm tiếp chẳng hạn thì nó có thể nó xuất hiện các cái biến chứng. Sinh thiết bao nhiêu lần thì đủ để làm xét nghiệm thì người ta cũng đã làm các nghiên cứu, thì thông thường nếu như chúng ta đã làm được cái giải phẫu bệnh tức thì tại chỗ đấy, ví dụ như khi mà em học ở Nancy chẳng hạn, thì thông thường sẽ có bác sĩ giải phẫu bệnh ngồi ngay bên cạnh, người ta sẽ cố định đọc luôn các cái lam. Và khi nào mà đã tìm được tế bào ung thư rồi thì người ta mới báo để dừng. Thì những trường hợp đó là chúng ta có thể là gì ạ? Số lượng là chúng ta có thể là gì ạ? Ngừng được. Ví dụ như ngay lần thứ nhất mà đã chẩn đoán được, ok, chúng ta có thể ngừng. Lần thứ hai mà đã chẩn đoán được, chúng ta có thể ngừng. Lần thứ ba mà đã có tế bào ung thư rồi, chúng ta có thể ngừng. Thế còn nếu chúng ta mà chưa làm được cái ROS, tức là Rapid Onsite ấy, làm cái gọi là giải phẫu bệnh tức thì luôn tại chỗ, thì chúng ta sẽ gì ạ? Tùy theo, nhưng thông thường người ta khuyến cáo là gì ạ? Trên 3 lần. Và nếu như lấy bệnh phẩm tốt rồi, chúng ta có thể ngừng. Thế còn nếu không thì chúng ta có thể đến 7 lần sinh thiết. Thì chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ mà đạt được dương tính nó là cao nhất. Cái câu hỏi nữa là kích thước kim bao nhiêu thì phù hợp? Có phải là kích thước kim càng lớn thì cái tỷ lệ chẩn đoán càng cao hay không? Thì chúng ta biết rằng là kim càng lớn thì các cái nguy cơ chảy máu, nguy cơ xuất hiện các biến chứng nó sẽ cao hơn. Và các nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Người ta cũng tiến hành ở các cái kích thước kim khác nhau, nhưng thông thường từ 21 đến 22 gauge là phù hợp và không khác biệt giữa kích thước kim số 21 hay số 22. Thế còn nếu chúng ta làm sinh thiết bằng kim quang ấy, thì chúng ta có thể là phải dùng cái kim kích thước lớn hơn, tức là gì ạ? Có thể 19 gauge để làm sao mà gì ạ? Lấy được cái bệnh phẩm có kích thước đủ lớn hơn. Vấn đề an thần và gây mê thì như thế nào? Thì các thầy cô cũng đồng nghiệp biết là nếu như chúng ta không gây mê đủ sâu, không an thần đủ tốt ấy, thì bệnh nhân có thể ho, có thể dãy giụa trong quá trình soi. Và nếu như chúng ta tưởng tượng là cái kim nó đã cắm ở trong cái tổn thương rồi mà bệnh nhân ho, bệnh nhân dãy giụa, bệnh nhân lên cơn co giật, co cứng trong quá trình soi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó có nguy cơ, như tôi nói trước, tức là một là cái kim đó nó có thể nó chọc vào các cái mạch máu xung quanh, các cái tổn thương, các cái tạng xung quanh. Cái khả năng thứ hai nữa là cái kim đó nó có thể nó gây vỡ kênh, gây hỏng ống soi.
Và vì vậy mà người ta khuyên cáo là gì ạ? À, chúng ta có thể an thần, có thể gây tê tại chỗ, tiền mê hoặc là gây mê toàn thân. Nhưng mà làm sao cái mức độ nó tùy thuộc và vẫn đảm bảo bệnh nhân tự thở được, tức là không phải bóp bóng, nhưng mà cũng phải đủ sâu để mà tránh cho bệnh nhân có cái phản xạ ho hoặc là gì ạ, kích thích dãy giụa trong quá trình chúng ta làm nội soi. Em xin có mấy cái điểm kết luận như sau. Điểm kết luận thứ nhất là nội soi phế quản siêu âm là cái kỹ thuật mà chúng ta thấy là phối hợp cả cái siêu âm cũng như trong cái ống nội soi. Giá trị chẩn đoán của eBus rất là tốt bởi vì nó sẽ đạt được các cái giá trị chẩn đoán. Đối với hạch trung thất, độ nhạy là 85%, độ đặc hiệu trên độ đặc hiệu là 100%. Các cái tổn thương rốn phổi thì đạt độ nhạy là trên 90%, độ đặc hiệu 100%. Các cái tổn thương u phổi, độ nhạy là từ 77 đến 94%. Khi chúng ta làm sinh thiết xuyên thành phế quản qua nội soi phế quản siêu âm, eBus TBNA là cái kỹ thuật ít xâm lấn để tiếp cận an toàn, đặc biệt với những tổn thương khối u hoặc là hạch ở trung thất. Thì phần trình bày của em đến hết, xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và quý vị đã chú ý lắng nghe.